Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua trở ngại của khiếm khuyết, những tấm gương người khuyết tật đã và đang nỗ lực từng ngày để khẳng định giá trị của bản thân, vươn lên trong cuộc sống, tự tin hòa nhập cộng đồng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương anh Lò Văn Lâm, bản Pạt, xã Mường Chùm với nghị lực sống và cống hiến cho cuộc đời dù bị khuyết tật liệt cả hai chân. Sinh ra và lớn lên tại bản Pạt, xã Mường Chùm, cuộc sống của anh Lâm tuy có phần vất vả nhưng tương đối ổn định, hạnh phúc bên gia đình vợ con. Năm 24 tuổi, cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sức khỏe, hoài bão, thì tai họa bất ngờ ập đến với chàng thanh niên Tòng Văn Lâm. Anh không may bị tai nạn rơi từ trên nhà sàn xuống sân, hậu quả của vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương cuộc sống. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng anh vẫn không thể tự đứng và đi được, hoang mang suy sụp. Đó là cảm giác khi không thể di chuyển bằng đôi chân bình thường như trước. Kể từ đó, chiếc xe lăn đã trở thành người bạn đồng hành gắn bó với anh. Lúc đầu nhiều người nói này nói nọ, mình bị như này chắc sẽ không làm được gì. Chính vì những câu nói đấy là thước lo nghị lực để mình vươn lên trong cuộc sống. Thế mình mấy câu nói đấy là mình phải chứng minh về khả năng của mình bằng... Không may thì cũng là người khuyết tật nhưng mà vẫn làm được một điều gì đó. Thứ nhất là lo, có thể lo cho bản thân, gia đình và xã hội được. Mặc dù đôi chân bị liệt nhưng vẫn còn đôi tay và khả năng lao động. Không mặc cảm với số phận, anh đã vươn lên thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, tàn nhưng không phế. Bằng chính ý chí và nghị lực của mình, anh đã bươn trải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Không bỏ cuộc, với quyết tâm tìm cho mình một nghề phù hợp để giúp ích cho đời và cho những người cùng cảnh ngộ. Năm 2016, anh Lâm tự học hỏi tìm tòi cách sửa chữa các loại máy cắt cỏ, xe máy. Từ số tiền vay mượn của anh em bạn bè, anh Lâm mở một cửa hàng sửa chữa xe máy, mỗi tháng cho thu nhập khoảng trên 6 triệu đồng. Từ đó anh Lâm có thu nhập để tự trang trải cuộc sống và nuôi bố mẹ già và con gái nhỏ. Những anh em nào mà không may bị khuyết tật như mình thì đừng có nản chí. Mà hãy có ý chí vươn lên. Thứ nhất, mình không làm được cái này thì mình sẽ làm được cái kia thôi. Mỗi người một việc thôi. Tìm cái việc nào mà phù hợp với sức khỏe mình, bản thân mình. Để mình có, thứ nhất, thu nhập cho bản thân mình và gia đình mình thôi. Anh Lâm là một trong những tấm gương người khuyết tật, tàn nhưng không phế, luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng. Dù khó khăn nhưng anh vẫn rất lạc quan, luôn lao động để gây dựng cuộc sống. Với nghị lực của bản thân, anh luôn được bà con, làng bản yêu quý, tôn trọng. Đồng chí cũng đã rất là cố gắng, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, mặc dù là không tham gia công việc của xã hội như người bình thường. Nhưng mà đồng chí cũng rất quan tâm, nghị lực là tự học hỏi mày mò, học cái nghề sửa chữa xe máy và tự mở cái hiệu sửa chữa, thì làm tấm gương sáng cho bà con nhân dân trong bản cũng như là các đồng chí đảng viên trong chi bộ noi theo. Đồng chí đảng viên khuyết tật nhưng mà rất có nghị lực. Không tự ti, mặc cảm với hoàn cảnh, với khuyết tật của bản thân, mỗi ngày anh Lâm đều không ngừng cố gắng lao động để có thể hỗ trợ gia đình trang trải một phần chi phí cuộc sống và làm gương cho cô gái nhỏ. Với anh, gia đình chính là điểm tựa, là động lực để anh vươn lên, không khuất phục số phận. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần. Thời điểm này, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, các loại hàng hóa của nhân dân sẽ tăng cao. Các cửa hàng chợ trên địa bàn huyện Mường La đã chủ động nguồn cung dự trữ, điều tiết giá hàng hóa Tết, đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm nay, dự báo thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 không sôi động so với mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán đã bắt đầu chuẩn bị. Dự báo sức mua trong dịp Tết tăng khoảng 10% so với ngày thường. Tuy nhiên sẽ không tăng nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2023 do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Theo tập quán tiêu dùng truyền thống của người dân,
Trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu của nhân dân tập trung chủ yếu vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, giày dép, đồ nội thất, thiết bị gia đình, các loại hoa tươi, cây cảnh, quả tươi và nhiên liệu để phục vụ nhu cầu đi lại. Đến các điểm bán hàng, các chợ truyền thống, ngoài việc duy trì các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, các chủ hộ kinh doanh đã tăng cường nhập các mặt hàng số lượng nước ngọt, bia, bánh kẹo. Để chuẩn bị cho nguồn hàng dịp Tết Nhâm Thìn năm 2024, cửa hàng Hương Thủy chúng tôi đã chuẩn bị các mặt hàng như là bánh kẹo, bia, rượu, thuốc lá và chủ yếu là các nhu yếu phẩm cần thiết. Chúng tôi đã ưu tiên lựa chọn các nhà phân phối uy tín, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm mà chúng tôi đã chuẩn bị cách đây là một tháng. Thì em thấy là trong những ngày Tết thì các mặt hàng được đa dạng phong phú và giá cả năm nay thì cũng khá là ổn định, để người tiêu dùng có thể lựa chọn được các mặt hàng nhiều hơn. Trên địa bàn huyện Mường La hiện có 7 chợ tại thị trấn Ít Ong và các xã Mường Bú, Mường Chai, Triềng Hoa, trong đó có 4 chợ đang đi vào hoạt động, 3 chợ đang được đầu tư xây dựng và hơn 320 cơ sở bán hàng hóa, phổ biến thực phẩm chế biến, muối, bột canh, mì chính, mì gói, ăn liền, dầu ăn, nước mắm, đường, sữa, bánh kẹo, rượu, bia, v.v. Cùng với việc chủ động nguồn hàng, việc cam kết với các nhà cung cấp có uy tín, bảo đảm giá cả, chất lượng hàng hóa cũng được các cơ sở kinh doanh chú trọng. Phòng Kinh tế Hạ tầng đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch về chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu, không để tình trạng đầu cơ tăng giá và khuyến khích tạo điều kiện các cơ sở chủ động hàng hóa đảm bảo chất lượng, phát động hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, bảo đảm tiến độ sản xuất, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông để cung ứng kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết, có kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu hợp lý, ưu tiên sử dụng nguyên liệu của địa phương đã sản xuất được nhằm duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng tốt. Đến thời điểm này, hầu hết các hệ thống bán lẻ trên địa bàn đã cam kết thực hiện niêm yết giá, giữ mức giá bán phù hợp với thị trường. Nhìn chung, hầu hết các mặt hàng nhu yếu phẩm được giữ nguyên giá bán so với ngày thường, một số khác tăng mức giá từ 5 đến 10%. Tin rằng với sự vào cuộc của các ngành chức năng trong việc thực hiện quyết liệt các giải pháp bình ổn cung cầu giá cả, cùng với việc chủ động dự trữ nguồn hàng của các cửa hàng, nhà phân phối không để xảy ra tình trạng thiếu hoặc sốt hàng, giá cả tăng cao đột biến, thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2023 sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngành ngân hàng về thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, những năm qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Mường La đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cung ứng đa dạng sản phẩm dịch vụ, nhất là các sản phẩm và kênh thanh toán ngân hàng điện tử, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy của người dân trong hoạt động giao dịch thanh toán. Với vai trò là ngân hàng chủ lực của nền kinh tế thời gian qua, BIDV luôn khẳng định được vị thế tiên phong, triển khai chất lượng có hiệu quả đề án thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp toàn diện các sản phẩm, dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế, đặc biệt là tối ưu hóa các dịch vụ tiện ích cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán các dịch vụ công, đưa các dịch vụ ngân hàng hiện đại thanh toán số đến gần hơn với người dân. Tại huyện Mường La thời gian qua, để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn nhanh, hiệu quả, bền vững, chi nhánh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó chủ động xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ bám sát theo các mục tiêu chuyển đổi số của ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, gia tăng tiện ích trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới tiên tiến theo hướng tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, nâng cấp phát triển hệ thống hạ tầng thanh toán, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối tích hợp với các hệ thống khác, mở rộng hệ sinh thái thanh toán số để phục vụ thanh toán trực tuyến. Hiện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Mường La đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Chị Lò Thị Ngọc ở tiểu khu Mé Liều đến cửa hàng tạp hóa mỹ phẩm Xuyến Huyền tại tiểu khu 3 thị trấn Ít Ong để mua sắm quần áo cho mình và người thân trong gia đình. Sau khi đã chọn được sản phẩm ưng ý, chị sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán tiền qua mã quét QR. Bây giờ thì mình rất yên tâm khi mà từ khi biết BIDV vì giao dịch các nhanh gọn và khi đi đường đi xa các kiểu thì mua sắm thì mình rất tiện, không cần cầm tiền mặt vẫn có thể mua hàng. Vì trước kia thì rất là nguy hiểm, cầm tiền mặt thì không tiện.
Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của đơn vị, trong 2 năm từ năm 2022 đến năm 2023, đơn vị đã và đang đồng hành, cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử, các phương thức thanh toán cho người dân để thúc đẩy quá trình thanh toán không dùng tiền mặt diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Mặt khác, BIDV chi nhánh huyện Mường La đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử, thực hiện thanh toán qua mã Việt QR. Với cái chính sách hiện nay thì là người dân giảm thiểu dùng tiền mặt, thì khi đến giao dịch thì chúng tôi cũng hướng khách hàng đến là sử dụng cái dịch vụ Smart Banking của BIDV, chuyển tiền trên điện thoại và sử dụng thẻ để quẹt POS tại các điểm giao dịch, hướng dẫn khách hàng đăng nhập và chuyển khoản, thanh toán tiền điện, tiền nước cũng như một số những cái dịch vụ khác như là chuyển tiền quốc tế ở ngay tại cái dịch vụ chúng tôi rút tiền không dùng tiền mặt tại cây ATM của BIDV không cần thẻ. Sự an toàn, tiết kiệm thời gian, giảm được nhiều rủi ro so với thanh toán bằng tiền mặt, thuận tiện trong khi phải trả các khoản lớn, số tiền lẻ v.v. đã khiến thanh toán bằng quét mã Việt QR được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của khách hàng, đơn vị đã cung cấp miễn phí mã Việt QR cho các cửa hàng hộ kinh doanh trên địa bàn và tạo nhiều mẫu mã QR đa dạng phong phú về hình ảnh, đẹp mắt về hình thức nhằm giúp việc thanh toán hàng hóa diễn ra nhanh chóng, thuận tiện mà vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng lẫn các cơ sở kinh doanh. Thời gian qua, chi nhánh đã triển khai chiến dịch phủ sóng Việt QR mang đến hơn 200 mã QR miễn phí cho các cửa hàng hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, giúp việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện mà vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật. Được ngân hàng BIDV Mường La và cán bộ ngân hàng là hướng dẫn tận tình cái mã QR này nên là mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi trong quá trình là nhập hàng, trong quá trình là mọi người đến đây mua hàng thì rất là tiện lợi, không cần phải cầm tiền mặt đi nữa mà việc thanh toán rất là nhanh gọn. Ngoài ra, nhằm phục vụ lợi ích cao nhất cho khách hàng, BIDV cũng thường xuyên tăng cường công tác thông tin bảo mật, an toàn, an ninh mạng, tích cực tuyên truyền hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn hợp lý, nâng cao nhận thức của khách hàng trước rủi ro an ninh mạng, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, chủ động áp dụng các hình thức cảnh báo kịp thời hiệu quả tới khách hàng. Hiện nay đã có trên 3.000 tài khoản được thanh toán tại BIDV chi nhánh huyện Mường La, 60 đơn vị trả lương qua tài khoản BIDV chi nhánh huyện Mường La. Ứng dụng BIDV Smart Banking cũng liên tục ghi nhận sự gia tăng khách hàng tải về và sử dụng thường xuyên. Số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ trên ứng dụng BIDV Smart Banking đạt trên 95% tổng số khách hàng. Ngoài ra, đơn vị đang đẩy mạnh việc phát triển thêm dịch vụ thu hộ hóa đơn tiền điện, nước, viễn thông, tổng số khách hàng thanh toán hóa đơn tiền điện qua tài khoản trên 10.000 khách hàng. Năm 2023 được xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Bởi vậy, BIDV chi nhánh huyện Mường La xác định tập trung đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử phát triển đến tất cả các xã. Hướng tới mục tiêu không dùng tiền mặt để đảm bảo khả năng thanh toán cho khách hàng an toàn, hiệu quả, giảm chi phí đi lại, giảm thủ tục thao tác đếm tiền cũng như là mất thời gian phải ra ngân hàng nộp tiền và chờ đợi đến lượt giao dịch của mình, thì BIDV Mường La đã phát triển mã QR giúp khách hàng có thể thao tác sử dụng được ứng dụng dễ dàng trên điện thoại, hướng tới một môi trường giao diện thân thiện, xanh, hiện đại, an toàn. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới BIDV chi nhánh huyện Mường La tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều hình thức đa dạng phong phú, hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại có khả năng kết nối tích hợp với các hệ thống khác, tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nhiều lĩnh vực, cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của huyện Mường La phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Chương trình hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.